Chào các bạn, đây là video bổ sung phân tích về sự khác nhau giữa VGAT 9 và VGAT 12. Thì như các bạn đã biết, cái bộ giáo trình mình cài cho các bạn thì các video hướng dẫn đấy nó được demo trên phần mềm là VGAT Pro 9. Nhưng mà mình có cài đặt cho các bạn thêm một bản 11 hoặc 12 nữa để khi các bạn làm việc, chúng ta sẽ làm việc trên bản 11 và 12, bởi vì hai cái phiên bản mới sau này nó ổn định hơn so với bản VGAT 9. Thì khi mà chuyển sang làm việc bên VGAT 11 và 12, chúng ta sẽ gặp một số cái vấn đề mới. Cái vấn đề thứ nhất đó là việc chèn chữ. Như trong VGAT 9 thì chúng ta muốn chèn chữ thì chúng ta tạo ra một cái track video bằng cách nhấn Ctrl Shift Q hoặc là nhấn chuột phải vào cái đầu track này và chọn Insert Video Track. Sau đó chúng ta sẽ nhấn chuột phải vào khoảng trống bất kỳ và chọn cái Insert Text Media. Nhưng mà đối với phiên bản VGAT 12 thì chúng ta sẽ chèn text bằng cách vào Media Generator trong cái khung hiệu ứng. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào Lazy Text. Đây, chọn vào cái dòng Lazy Text này, Legacy. Cầm cái Default Text này kéo xuống. Để làm gì? Để mình có một cái giao diện chỉnh sửa giống như bên VGAT 9. Thì điều này giúp cho các bạn thuận tiện hơn cho quá trình làm việc, không phải bỡ ngỡ. Còn nếu bạn nào không thích thì mình vẫn có thể nhấn chuột phải, chọn Insert Media, chọn Insert Text Media, thì nó cũng có thể chèn chữ cho các bạn. Nhưng mà cái giao diện làm việc nó sẽ trông hơi khác với VGAT 9 một chút. Nhưng thực chất là cái công cụ và cái cách dùng nó như nhau cả thôi. Đây là cái text mới bên VGAT 12. Thì nó sẽ bố trí công cụ như sau. Cái text color này chính là chỉnh màu sắc này. Kéo xuống. Cái scale này là cái kích thước này. Location là cái vị trí. Thì ở đây mình có thể dịch chuyển bên trong này, hoặc cầm luôn cả cái ngoài này, cầm vào cái ô vuông này, hoặc cầm cái này kéo dịch chuyển và cầm đến 4 cái nút này để điều chỉnh to nhỏ. Rồi, tiếp theo là Advanced. Thì cái này là cái khoảng cách giữa các chữ và khoảng cách giữa các hàng. Cái Outline này chính là cái viền chữ. Thì viền chữ ở đây mình thấy chưa có viền, mình sẽ tăng cái mức độ viền lên, Outline Width này lên. Thì này sẽ có một cái viền. Màu viền là Outline Color này. Đấy. Tiếp theo là phần Shadow, tức là độ bóng. Thì ở đây mình phải tích vào cái dấu Shadow Enable này trước. Sau đó mình mới điều chỉnh cái màu sắc của độ bóng này. Rồi vị trí này, vị trí X, Y này. Rồi là cái độ nhòe của, cái độ đậm nhạt của cái bóng này. Đấy. Rồi, cái size khác tiếp theo nữa của VGAT 12 so với VGAT 9 đó là cái zoom ảnh. Thì bây giờ mình sẽ vào desktop, mình sẽ vào mục export, mình ra desktop, mình lấy một cái hình. Một cái hình đi. Thì đây, bây giờ mình sẽ thực hiện thao tác zoom ảnh, zoom cho bức ảnh này từ từ lớn vào khuôn mặt. Thì như bên VGAT 9 chúng ta cũng sẽ vào cái mục Event Pan Crop này. Sau đó chúng ta sẽ đặt hai con keyframe. Một con keyframe đầu giữ nguyên trạng thái và con keyframe cuối mình sẽ phóng cái khung này vào trong cái khuôn mặt. Rồi bây giờ mình sẽ kéo cái con keyframe cuối này, cái con keyframe sau này về sát cuối luôn. Bây giờ mình sẽ quan sát sự thay đổi. Đấy, bức ảnh của chúng ta từ từ zoom vào khuôn mặt. Rồi bây giờ mình sẽ vào lại cái phần chỉnh Event Pan và Crop. Thì như các bạn biết thì trong VGAT 9 khi mình cầm cái kim thời gian này mình kéo thì mình sẽ thấy bên ngoài nó thay đổi theo luôn. Nhưng tại sao VGAT 12 nó lại không thay đổi theo? Thì bây giờ mình muốn nó thay đổi theo cái kim thời gian này thì mình phải tích vào cái dấu này, Scene Cursor này. Thì khi mà mình kéo kim thời gian này thì các bạn nhìn thấy cái bức hình bên ngoài này nó mới di chuyển theo. Đấy, đấy là cái mà các bạn cần lưu ý.
khi mà mình chuyển sang VGA 11 hoặc 12 mình xài.